Xôm xa công lục nẹ mô căn tùm phô cà xa đỡ Cambodia Daily. Xa mắt tạc cách Australia công phung bao ca sớp ẩn kết. Lơ cả rần này lý khách công riêng xâm lập đài chôn ả nà mực phá tự căn đầm nang riêng Australia đam cầm nát khám ai lục hồng lìm. Phẹ dìa rộ bó lục mình đất càm lầy lục chia dù hôn à bị bà krong Stringwell, Rod Victoria, nâng lục tắc mình hiền. Phải kì chôn đầm nang riêng, bà chăm cả nạ bạc bộ lục con nở khăn ngọt nụ. កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដកស្រង់សារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលរបស់ប៉ូលីសអូស្ត្រាលីលោកហាមីរ៉ុនស្កតចុះផ្សាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាសមត្ថកិច្ចរបស់ទីក្រុងវីកតូរីយ៉ាបានបើកការស៊ើបអង្កេតករណីគម្រាមសម្លាប់នេះនិងកំពុងបន្តនីតិវិធីលោកហុងលីមធ្លាប់អះអាងថាក្រុមអ្នកជំនាញខាងកោសលវិច័យកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកមុខជនសង្ស័យយកមកផ្តន្ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ Lộc bằng chạy thà, lộc bán tờ tuôn lý khách cầm riêng xâm lạp ní mùi ạ tật. Môn ca thơ phát tạc cam bố chia rụp tinh môn rộp bó lộc hồn sàn. Khả nạ lộc cầm phong cho ruộng cách bà chông cầm phùl ả xiên Australi. Lý khách rộp bó chôn ả nà mực đại bán cầm riêng xa cam bà chôn xa hạ cung khám ai khăn ông. Bà tê Australi tiàng ní. Sơ xê thà, bộ kê chông xâm lạp xa cam bà chôn khám ai khăn ông bà tê Australi. Nâng một nốt chế tràn tiết nơi khăn ông bà tê Campuchia ở ông. ហើយថាបើពួកគេឈ្នះការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018នោះពួកគេនឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសជារៀងរហូតទោះជាមានការគម្រាមយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហុងលីមប្រកាន់ជំហរថាការគម្រាមនេះមិនអាចហាមឃាត់ក្រុមរបស់លោកពីការតស៊ូទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់កម្ពុជាបាននោះឡើយ